Xin chào bác, hôm nay em nghiệm thu xe lăn để chuẩn bị bán giao về Hà Đông, Hà Nội nhá. Trước này thì bán giao về nội thành thành phố Hà Nội. Đấy. Trước này thì Komatsu FG20, FG thì là máy xăng nhá. Em đã thay cho khách hàng một dàn lốp hơi. Đấy. Thay lốp hơi cho khách hàng này. Lốp kép này. Lốp kép để chọn quả nào đẹp thì thay cho hàng này. Lốp bãi nhá. Càng thì là 1m1. Đấy. Xích xiếc quả dưỡng ngon lành nhá. Xe này thì có đầy đủ giấy tờ kiểm đổ. Máy xăng nhá, số sàn. Chạy có hơn 1.000 giờ thôi, các bác nhìn tần số đây. Đấy, hôm trước là em đã bảo là em thanh lý nhá, trước này em thanh lý có 70 triệu rồi, rất là rẻ. Rất là rẻ, làm ngon lành. Đấy, giá nào cũng thế. Được giá hay là bán lỗ thì đều làm ngon lành hết cho khách hàng. Đấy, để kiếm được sự yên tâm và tin tưởng. Đây. Nước ngon lành hết này. Ghế ghiếc bọc lại này. Đèn còi gương đầy đủ. Xe chạy số sàn nhé. Xe này nguyên zin. Này, khóa cốp này. Thay lọc này. Bảo dưỡng này, bình ngon này. Nguyên zin thì có đâu. Giá vài chục thôi. Rất rẻ. Các bác mà làm ít thì có thể tham khảo dòng này. 1.300 giờ. Ngày chạy khoảng đôi 3 tiếng. Có thể tham khảo xe này thoải mái. Tiết kiệm hơn xe dầu, chi phí đầu vào đâu có vào khoảng 5-70 triệu. Đấy, chiếc này em bán có 70 thôi. Trước quả thanh lý. Ơi, còn ở cả bãi đây. Cả bãi bên này khoảng gần 200 chiếc. Còn rất nhiều hàng tồn. Hàng mới vậy, có hàng tồn có. Các bác cứ qua bên em là có xe mang về nhá. Cam kết 100% là có xe mang về nhá. Tất cả đều đầy đủ hết. Xe lăn dầu, xe lăn điện. Các loại điện như là đứng lái, ngồi lái. Đấy, FE rồi là FB, Vinfo, Vin Aqui Acid chỉ đầy đủ hết. Đấy, xe thì chở tận nhà, bảo dưỡng ngon này. Đấy, trong này thì em đang làm một bộ dịch càng lắp cho xe 3 tấn này. Đấy. Xe này thì TCM bán giao đi Bình Phước. Lốp đẹp nha. Lốp sau đặc. Trước kép mới 100%. Cái này bán hơn 200 nhá, máy dầu. Đấy, làm mùn cưa viên lén. Càng dài nguyên bản. Nói chung là xe này mua từ bên Nhật luôn. Đấy, các bác nào mà muốn hàng rẻ như trước vừa rồi thì làm con loanh quanh 100 triệu đổ về đây. Xe này máy xăng 2 tấn nhá. Xe này thì em đang bỡ sơn tỉa để làm lại nhá. Đấy, sơn tỉa, bảo dưỡng lại. Chiếc này thì cũng vài chục thôi, máy xăng mà. Máy không hăng gì con xe kia luôn. Nhưng mà đây là xe -11, xe kia là -8. Đấy, xe này rửa đi thì máy rất là đẹp luôn. Cũng là số sàn luôn này. Bảo dưỡng tháo hết ra để làm lại này. Các bạn quan tâm thì alo số thoại trên màn hình nhé. 0379 875 765. Rất hân hạnh được phục vụ các bác ạ.